Hôm nay đúng là tiết trời thu này Ngọc này. Bầu trời trong xanh luôn. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Bầu trời trong xanh luôn. Nắng đi ra nắng thì rát. Thế nhưng mà vào chỗ râm cái thì mát, lạnh. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay anh em mình lại mang cái vó ra khu vực mới để xem là có kiếm ăn được không. Ui, cái gì ấy? Cái gì ông ơi? Ông đang làm gì đây? Ở dưới kia hai ông đang vặt bướp. Đấy thì ngày hôm nay anh em mình sẽ sử dụng cái biện pháp cất vó mới. Đấy là sử dụng bằng mồi cám thính, xong là chờ đợi thời cơ để nhấc nó lên. Móc vào xong là đặt ở trên đường tàu này. Cất vó trên đường tàu. Được luôn đấy chứ nhỉ. Nếu mà cái vó này mang cất cua. Đấy, ở chỗ này nó hơi ồn nên là mình sẽ nói hơi to. Tí chỗ này kia thì nó khuất tiếng hơn một chút. Chỗ này thì rất là nhiều dứa này cả nhà này. Sắp đến lúc được thu hoạch rồi. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Trên này đây, trên cái ngọn này nhiều lắm. Rồi. Hai quả kìa. Đẹp. Đẹp thế nhỉ. Kia kìa cả nhà kìa. Đấy, 2-3 quả liên tục ở chỗ đấy luôn. À, hiện tại thì mình đã xuống đến nơi. Thì cái khu vực này anh em mình cũng chưa cất bao giờ. Thế nhưng mà nhìn cái lượng cá ở đây cũng khá là nhiều. Bây giờ là cái hành trình là sẽ cho vó vào đã. Cái thiết kế của anh em mình thì cái vó này là chơi tách rời. Chỉ khi nào mà cho sử dụng ấy thì mình sẽ mắc vào đây luôn. Câu này khá là quan trọng đấy cả nhà. Rồi. Quý vị cũng có thể làm được mà. Cái này nó ấy mà. Nhưng mà khi mà làm ấy thì lại phải sử dụng cái che giả, che đực thì mới làm được. Của che nó rất là cứng và dẻo. Cái này chỉ cần làm cái đoạn nóc này ấy là xong là khoan lỗ vào, xong là làm cái chốt vào thôi. Xong rồi rút mấy cái tay chia này cứng vào, xong làm mấy thôi. Đơn giản. Rất đơn giản luôn. Cái khó nhất là cái đan lưới đó. Quan trọng đó là cái lưới mà. Đấy. Cái phần thô này đơn giản. Đấy, cái tay lưới đây. Hôm trước tánh về cái là giặt bằng 3 lần Omo. Không biết là mọi người có khi mà đánh cá xong rồi về có giặt rũ phơi hay không. Thì thứ nhất là mình sẽ phải giặt đi để cho tránh cái mùi tanh. Cái mùi tanh của cá ấy, nó sẽ vào cái lưới này và chuột nó là một con mà nó rất là thính luôn, nó vào nó cắn lát lưới ngay. Rồi để mình hỗ trợ Ngọc hai anh em nó mắc vào đã nhá. Đấy, sau khi đã hoàn thành xong. Ui ôi. Đây con cá to thế. Con này bị mắc cạn ở đây sao lại cả nhà. Ui. Ui, đã cho xuống rồi.
đấy, khu vực này anh em mình sẽ để vào đây. Và bây giờ là sẽ công tác là cho mùi, bởi vì hôm nay nước nó không chảy như hôm trước, không phải là mưa lũ nên là cá nó sẽ không đi, mà những con cá ở khu vực ở đây nó sẽ đọng lại và nó ở khu vực này, nên là mình sẽ phải sử dụng cái biện pháp đó là cho nó ăn mồi thả thính. Như ngày hôm trước ấy thì cũng có nhiều bác bảo là tại sao không cho thính vào, thì đây ngày hôm nay đây mới là cần phải cho thính này. Đây Ngọc ơi, ông trộn không vất xuống. Ở trong đấy là mình đã cho cơm nguội này, mẻ này, mẻ giấm chứ không phải là mẻ chuyên để sữa cá chứ không phải là mẻ lấu đâu nhá, với ngô này, với bánh mì, nắm to vào, nắm to vào, không bởi vì là cái mắt lưới nó to, nó to. Đấy, khu này thì cực kỳ là đẹp. Mình thả ở đây vừa mát và cái mực nước ở đây cũng khá là ổn định. Hy vọng là sẽ kiếm ăn được. Khi rồi. Ôi. Ông ấy thế là nó lỗi mà. Đừng bó cái đấy vào. Cái đấy để tôi mang để khăn lau tay. Thế là thả cái là nó lỗi phành phành. Ôi giờ nó bị chìm. Ôi không sao, cứ thế là vất xuống rồi, nắm to ngày nào vất xuống rồi. Đó. Rồi công tác bây giờ là anh em mình chỉ có việc chờ là và đợi. Xong là tí mới đợi thời cơ để nhấc nó lên. Ở trong thời gian chờ đợi thì để đi vào trong kia xem là có quả nào chín không đi. Đi. Bây giờ anh em mình sẽ vào trong này xem là có quả nào chín không. Chứ chỗ này bây giờ là không thể nhấc được liên tục như là hôm trước được. Có quả nào? Có quả trong kia to. Ui dồi ôi này. Ê ui, chưa bao giờ nhìn thấy quả dứa nó to như thế này. Sầu to dã man, nhưng mà nó đang ở tận trên kia mà vẫn còn xanh lè. Ai trời. Cái gì? Chưa bao giờ nhìn thấy quả dứa nào ma mà nó lại to như thế được. Quả đấy là phải chờ đợi thời cơ. Để nó chín thì mới chặt thôi. Đây là dây nho rừng này cả nhà này. Nhưng mà không thấy có cái quả nào luôn. Đây, nho rừng này. Quả nó cái chùm nó không khác gì là cái nho mình, nhưng mà nó bé tí thì tí thôi. Ăn rất chua. Ơi trên này có quả nữa này. Trong cái khe này. Đấy chưa? Ừ. Đấy, cũng có đấy. Thế này ngắm được khoảng tầm 5 quả là chỉ tuần sau là lấy được đấy. Đi để tôi vào sâu bên trong kia. Đây là cái dòng sản phẩm mà anh em mình vừa rồi đã làm ra trong vòng 96 tiếng đồng hồ. Lấu 80kg cây cần an xoa tươi để ra được một cái nước cô đặc an xoa. Mình gọi là nước cô đặc an xoa. Cái nước cô đặc an xoa này thì rất tiện lợi cho mọi người đều sử dụng. Nó là một cái rất là nhanh chóng và tiện lợi và cũng như là dễ dàng. Thì cái nước an xoa này nó là một cái dòng cây rất tốt cho gan, mát gan và hỗ trợ cho những cái bệnh liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, các vấn đề về gan. Nó sẽ thanh lọc, đào thải các chất độc ở trong gan ra ngoài cơ thể qua ba đường, đó là đường mồ hôi, đường tiểu tiện và đường đại tiện. Nó sẽ giúp cho mọi người cân bằng về gan. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ cho anh em mình. Anh em mình sẽ gửi đến mọi người để sử dụng. Ngọc ơi, nhẹ nhàng, cúi thấp người xuống. Không nó nhìn thấy là nó chạy đấy. Đợi thôi tí. Wow.
Ê, đi xe đi, nhấc đi. Chơi món này nó cứ phải nhẹ nhàng phải nhẹ. Nó nhìn thấy bóng người là lấy ra ngay. Một phát lên ngay. Một phát lên ngay. Lên ngay. Lên ngay. Ôi giời ơi. Ô. Wow. Rồi. Không ăn rồi. Kinh. Hết cả mồi luôn. Chưa được con hàng nào cả nhà. Lại phải mất mồi rồi. Bây giờ phải lắm lắm vào kiểu gì bây giờ để cho nó giữ được cái mồi kìa. Lắm cả vào cái cỏ này. Ông lấy cả cái cỏ này nữa. Rắc ít một thôi. Bởi vì khi mà mình thả xuống này nó tở ra, nhưng mà nó sẽ nằm ở ngay trên cái đáy lưới. Ok. Bây giờ lại phải chờ đợi rồi cả nhà. Anh em mỗi lần ra là cứ phải đợi chờ khoảng tầm 10-15 phút thì mới lại ra nhấc một lần. Chơi cái món ăn này là khá là khó đấy. Đi, lại lên kia đi. Hả? Ngồi đây á? Ngồi đây nó nhìn thấy ngay. Anh em cứ ngồi khuất ở bên trong này xong là tí ra. Ông ấy tôi đứng nguyên một chỗ rồi. Thằng đi trước thì dặn thằng sau. Ui dồi ôi dồi, được rồi đại ơi, ôi dồi. Ui, nó có sọ đại ơi. Ui, ui, có đồ, có đồ. Ai ơi, ai sợi, có hàng, có hàng. Ui dồi. Nhe, 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 nhe. Nhe, sướng quá cả nhà ơi. Ai sợi, có hàng, có hàng. Tuyệt vời, bá đạo thần tượng. Đây cả nhà ơi. Có hàng chưa? Dô, dồi, con này kinh. Mày kéo tay lên, nó bật phát vào thành lưới rồi. Nó lẩy tay tách lên chưa? Bát ra cho vào cái. Đây. Cho vào số kia. Đấy. Ấy rồi. Ấy rồi. Ôi trời ơi, đây. Ấy giải ơi. Ê, thành quả của anh em mình đây cả nhà ơi. Xuống chưa? Wow. Đây, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây em. Ngon ăn. Nó vướng vào áo. Úi giời. Cẩn thận, cẩn thận. Úi, nó cứ xoay vào đầu. Đấy. Rồi, đưa đây, ông đưa đây. Đây đây, đứng đứng vào trong đi, xoay vào trong đi. Không. Rồi nó vẫn còn lưới này mà. À, vẫn còn vào giật nữa. À, cầm sướng đây, đã tay thế. Ok. Ok. Rồi, lại tiếp tục thôi. Đấy. Nhẹ nhàng và tình cảm. Cẩn thận bên kia là có cái gai kìa. Ừ. Ôi. Cái bánh mì hơi thơm luôn đấy. Bánh mì này có cả pate bên trong nha quý vị nhá. Bánh mì hơi ngon luôn. Thế thì làm sao nó không thích ăn? Quan trọng là nhắm thính nó chuẩn. Ui, 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 chuẩn gì? Chuẩn à? Chuẩn nó lỗi kìa ông ơi. Quả ơi, nó chưa ngấm nước. Quả nó lại còn sắp nước này. Trời ơi, cho sắp nước vào chứ. Thôi, nó bắt đầu nó chìm sang bên kia rồi. Đấy. Thôi. Thế khả năng là tí cá nó ăn bên đấy xong nó mới ăn xong đấy nó mới vào đây này. Để cho sấp sấp nước thôi. Này, đã nói phết còn nói to à? Đã nói phết còn nói to à? Kỹ thuật tôi lém nó mồi hơi chuẩn luôn. Chuẩn nhưng mà nó trôi mất. Ừ. Rồi, anh em mình lại chờ đợi thôi. Lên. Lên. Ủa. Trèo rồi, móm rồi. Bảo này các bác đừng cười nhá. Nói chung là lúc được lúc không mà. Lại mất mồi thôi. Bạch phát lại bạch chú. Nâng nâng. Kìa. Trèo rồi. Nó cứ phải từ từ. Bình tỏm này nó sẽ có mồi. Nhắm mồi vào.
Bây giờ ngồi đây dình nhá. Lại nhắm mồi vào thôi. Đây, hay là chuyển sang góc bên kia được không? Đây, nhìn sang bên kia xem nào. Xong rồi đấy, khả năng hợp lý ấy. Đây, đây, cái chỗ đấy được. Chỗ đấy hoặc lui vào trong này cũng được này. Nó nửa nắng nửa mát là được ấy. Nâng lên sang bên này đi. Tôi đu vào đây này. Đấy, đứng ra cái mỏm đất này. Đấy. Cứ được không? Lại chơi. Quay lại em không? Đây, mồi đây. Nhạn ơi. Được rồi. Ui, đã đòi chưa? Úi giời ơi, đây. Bố đem mà ở đây. Đây, để kéo cái tay. Ôi, từ đã. Úi giời ơi, cán ông. Từ bác để cam rơi. Từ. Ui, nước vào hết cam rồi đại ạ. Đây. Úi giời ơi, quá anh. Ui giời, từ đã. Chúng ta lại chui vào đây. Ui giời này, từ đã. Rồi đã. Từ. Ui, đầy nước chảy dốc rách rồi. Đấy. Kéo mày à? Ôi dồi ôi, đây, được rồi. Ui dồi ôi, lấy xô. Từ, đây, ui dồi ôi, đây. Một xô. Đây, đã chưa, đây. Để tôi đi lấy cái xô đã. Ui, đi cả gian đi nè. Đây. Ôi dồi ơi, hài quá. Đây, để đi lấy cái xô cái. Xô đâu nhỉ? Xô ông để đâu ấy? Ở chờ. Ở kia đấy. Ui giời ơi. Cứ gài sâu hổ. Đây. Được chưa? Ui giời ơi. Ui giời, cả cái túi mồi này này. Túi mồi ông lại vứt thế này. Đây, từ tôi nhặt cái túi mồi cái. Ui giời ơi, cái chỗ này lắm gài lắm. Đây. Cá chê nó lạnh thế không? Úi. Đây thì em cá chê là ai cả nhà này. Úi. Cái gì cái ngạnh nó mắc cá vào đây luôn. Trời. Đây. Một ép tuyệt vời. Đây. Chậm đi đâu.
Ui, con cá rô này ngon này. Cá rô này to này. Đầy chưa? Rồi. Đấy. Đấy. Rồi, lại đạt tiếp. Hôm nay ngon rồi. Được bữa rồi. Đây, cho mồi vào này. Mồi vứt cả kia nát hết. À quên, rửa hết ra nhá. Nhắm xem phát này nó có ấy không, có chuẩn không? Nắng thế nhỉ? Chắc gì này. Cái cây này là cây gì lại nhỉ? Cây dáng à? Cây... Thủy ngái. Thủy ngái á? Quả có ăn được không? Không ăn được. Cho thêm mấy cái lá vào. Rồi. Thế là nó không chạy, không nhảy. Ôi dồi ôi. Đây, đấy. Lên, nhanh lên. Lên mạnh lên. Ôi giời ơi, đây, 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 đây. Ôi giời ơi. Ui giời. Ôi giời ơi, rồi, rồi, rồi. Bật ra đây rồi. Khiếp thật đấy, ông. Ôi giời ơi. Ông nhấc nó vừa phải đây chứ. Ui, đâu rồi? Bật vào đây hai con rồi. Đây. Ông nhấc kiểu gì mà nhấc như kiểu là chưa bao giờ được nhấc các bạn. Ôi thì ông bảo mạnh lên thì lại mạnh lên. Ô đây. Đây à. Ai à, ui mày quá là... trời quay lọt khe rơi trong này. À đâu. Kìa. Ôi giời ơi. Kìa. Từ từ. À rô rô rô. Còn một con nữa. Một con nữa. Con nữa ở chỗ đoạn này này. Kinh thật. Ôi may nhỉ, không phát nó lọt khe luôn. Nên lên đây căn bản là ông giật mạnh quá nó mới như kiểu là đầu cái gì nhỉ, gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Đây. Đấy. Đấy. Hai con. Đấy, đã chưa? Ui mày đi. Mày. Ui giời, rơi cái phì xì máu đít. Kinh thật. Ừ, ăn không? Đến đâu rồi? Đấy, bây giờ là cho mồi vào. Làm chỗ này chắc chỉ được 2 phao, mồi nữa là hết. Thế rồi. Quá là vất vả cả nhà. Cứ mỗi lần này lại phải chờ đợi 5-10 phút. Mình thấy thôi. Đợi chờ cá nó vào. Cái giật mạnh đến cá thật kỳ. Kinh chơi. Chơi căng thật, giật. May mà mình còn né kịp chứ không thì... Cái hơi không, nói chung là cứ phải bật mạnh nhận cái con cá mà nó động quá cái động vậy gọi là nhanh. Khi mà mình lưng lên ấy, lưng lên phải nhanh chứ không là nó chạm vào cái lưới cái là nó giật mình là nó phi ra ngay. Quý vị khán giả xem có phải là quý vị khán giả nào thế, nếu mà một thời trước thì câu búa cái tăng đầu nâng nó nhẹ thôi, lên mà ấy bắt đầu là giật thì đúng là chuẩn thế thôi, chuẩn bài là vậy thôi. Nhưng mà hôm nay chơi quả mạnh quá. Hơi hơn này hơi khỏe luôn. Thấy cá là ham. Ui, cả nhà ơi, đã được một bữa ngon này cả nhà. Kéo mổ, nó sợ nó chạy mất. Ui dồi ôi. Con nó không? Ôi, hết mồi rồi đại ơi, không còn mồi thả nó rồi. Thôi đi ấy rồi. Đi kiếm mồi. Mệt quá cả nhà. Đúng là chơi trò cất vó này đúng là lối hạch bẹm và lối hạch tay lên. Lối hạch lách. À đúng rồi, chuẩn bài là lối hạch lách đây. Đúng là các cụ bảo là lối hạch bẹn vì là tì vào bẹn đấy. Tì bẹn nhưng mà mình kéo giật này này, lách này nó cũng cương này, không phải ít đâu. Ôi nhưng mà bây giờ hiện tại là anh em mình là cũng hết mồi rồi. Nên là khả năng là sẽ rửa tay và gác vó. Chứ bây giờ không có mồi là không chơi được. Còn cái thành quả của anh em mình. Đấy. Trời ơi. Rồi, thả tạm xuống đây. Đây cả nhà đây, này. Cả nhà nhìn này. Trời ơi, sau một quá trình tôi thích nhất là cái con sộp ấy. Sau một quá trình đây cả nhà này. Anh em mình hôm nay anh em được một sộp. Mấy con rô phi. Ồ, mấy con hai con đồng. Chê mấy con rô đồng. Đây. Đây rô đồng đây. Nó luồn như kiểu luồn lướt chạch ấy. Nó cắm vào đầu á. Rồi. Nói chung là hôm nay là anh em mình cũng có thành quả rồi cả nhà. Bắt những con cá ở ngoài thiên nhiên này nó mới đá mới đậm chất. Ui giời. Nước nó che hết màn hình rồi. Rồi, được chưa? Rồi, chưa? Rồi. Dạ. Đây. Ở ngoài đấy như hơi lóa. Đấy, như này cả nhà mới nhìn nó mới sắc nét này. Thôi. Cái ngày hôm nay là anh em mình cũng có thành quả và cũng có chút đồ ăn rồi. Đồ thiên nhiên thì bao giờ cũng ngon rồi cả nhà. Nên là bây giờ anh em mình rút quân.
rửa tay các kia, rửa tay các gó để đi về. Thì hẹn quý vị ở những video sau, anh em mình lại đi cất vó, những ai mà không thích xem anh em mình đi cất vó cũng như là đi bắt cá bắt cua đồ tự nhiên như thế này thì theo dõi anh em mình trong những video sau nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhá. Xin chào cả nhà nhá. Đi ông đi làm kêu nâng tôi cái kia. Nâng cái ghế thôi, bây giờ thả luôn. Ra kia nó rộng hơn. Không, bây giờ phải lưng ra tận kia làm gì. Giờ cứ ở đây thả luôn ra là nó dễ. Mình đâu hộ đây rồi.